cộng đồng quốc tế vạch trần bộ mặt của Mỹ và hoan hô Việt Nam khi dám phớt lờ phản ứng gay gắt của Nhà Trắng về việc đón tiếp Tổng thống Putin tại Hà Nội. Các bạn thân mến, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chính thức thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 6. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, lãnh đạo của hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, xác định rõ hơn các lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa, ngoại giao nhân dân. Các mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể ra sao sẽ được đề ra nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của hai bên. Đây cũng là dịp để hai nước trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, việc này cũng làm dấy lên sự lo ngại của Hoa Kỳ, quốc gia đang cố gắng tăng cường quan hệ với Việt Nam thông qua các chuyến thăm cấp cao và hợp tác quốc phòng. Hoa Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng về chuyến thăm này, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu do xung đột ở Ukraine và mối quan hệ phức tạp giữa Nga và phương Tây. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Putin diễn ra sau khi Hà Nội bỏ qua hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sĩ vào cuối tuần trước. Trong khi đó, Việt Nam lại cử Thứ trưởng Ngoại giao tham dự một cuộc họp của nhóm các nền kinh tế mới nổi ở Nga vào đầu tuần trước. Phát ngôn nhân của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói với báo chí khi được hỏi về tác động của chuyến thăm trong quan hệ với Mỹ: không nước nào nên cho ông Putin diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến xâm lược của họ, và mặt khác cho phép ông ta biến sự tàn bạo của mình trở thành bình thường. Mỹ mới nâng cấp quan hệ với Hà Nội lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái và là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, trong khi Nga là một trong những đối tác chiến lược toàn diện sớm nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Nếu ông ta có thể đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa các hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Nga, phát ngôn nhân này nói thêm. Ý nhắc đến cuộc xâm lược ở Ukraine mà ông Putin đã phát động hồi tháng 2 năm 2022. Trong đó, Liên minh châu Âu, đối tác kinh tế quan trọng khác của Việt Nam, đã không bình luận trước chuyến thăm. Nhưng hồi tháng trước đã bày tỏ sự bất mãn về quyết định của Hà Nội vì đã trì hoãn cuộc họp với đặc phái viên EU về các biện pháp trừng phạt Nga. Quyết định được cho là liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin. Đây là lần thứ 5 ông Putin tới thăm Việt Nam và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ năm 2017. Tại Hà Nội, ông Putin dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận trong các lĩnh vực bao gồm như thương mại, đầu tư, công nghệ và giáo dục. Tuy nhiên, các cuộc bàn thảo với lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ tập trung vào các vấn đề nhạy cảm hơn. Những cuộc thảo luận sẽ bao gồm mua bán vũ khí mà Nga lâu nay vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam. Trước phản ứng gay gắt đến từ Mỹ, lãnh đạo Việt Nam đã nhấn mạnh rằng Việt Nam không nghiêng về bên nào mà chỉ theo đuổi sự công lý, sự công bằng và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Các bạn thân mến, có một video liên quan đến sự kiện này có tiêu đề quan hệ Nga-Châu Á, Tổng thống Putin đến thăm Triều Tiên và Việt Nam. Nội dung là những gì mình đã đề cập ở trên. Trước khi thăm Việt Nam vào ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga đã thăm Triều Tiên vào ngày 18 tháng 6. Việc này cũng khiến Mỹ rất là cay cú khi không muốn bất kỳ quốc gia nào tiếp cận với nước Nga. Thật buồn cười phải không các bạn? Cộng đồng mạng thế giới đã tỏ ra rất quan tâm cho sự kiện này. Vậy cụ thể họ đã nói những gì? Cùng mình theo dõi ngay sau đây nhé! Mỹ đã quên những gì họ đã làm với Việt Nam. Mỹ không có quyền nói Việt Nam có thể làm gì và không làm gì. Đẹp, chuyến thăm hai quốc gia chưa từng thua cuộc trước bộ máy quân sự của Mỹ. Tiếp theo sẽ là chuyến thăm Afghanistan. Những ai cho rằng Putin đang thua trong chiến tranh có thể phải suy nghĩ lại. Việt Nam là một đất nước kiêu hãnh và có chủ quyền, và không phải là một trong những chú cún con của bạn ở châu Âu. Việt Nam không bị đe dọa bởi bất kỳ ai hoặc bất kỳ quốc gia nào, chỉ đơn giản là không thể. Việt Nam vĩ đại, ông Hồ Chí Minh đã nói điều đó cách đây hàng thập kỷ. Làm bạn với Mỹ có nghĩa là bạn bị bảo phải mời ai và ai không được phép đến nhà bạn dự tiệc. Liên Xô cũ giúp đỡ người Việt Nam khi họ đấu tranh giành độc lập từ Pháp. Biden cho rằng họ nên quên sự thật này đi. Việt Nam và thế giới đã mệt mỏi trước sự sai khiến và bắt nạt của phương Tây. Mỗi quốc gia đều muốn làm những gì có lợi cho mình, không tuân theo mệnh lệnh của các chương trình nghị sự chính trị phương Tây. Ai cũng biết Nga đã hỗ trợ Việt Nam cung cấp vũ khí chống lại Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, một trong những lý do khiến Mỹ thua trận, góp phần gây ra thương vong cho quân đội Mỹ lên tới 100.000 người,
tôi có thể nói Việt Nam mắc nợ Nga. Việt Nam là một trong những đồng minh tin cậy nhất của Nga, cũng như Việt Nam tin cậy Nga từ thời Liên Xô. Trên sân khấu, họ có vẻ bình thường, nhưng đằng sau màn ảnh, không ai biết hai quốc gia này có khả năng gì. Nga mời Việt Nam xây thêm vài nhà máy sản xuất vũ khí nhỏ và đạn nhanh. Đối với Triều Tiên, xây thêm vài nhà máy để sản xuất tên lửa nhanh, tiền không thành vấn đề. Khả năng sống sót của Triều Tiên thật đáng kinh ngạc. Bị Mỹ làm nhục và phong tỏa bao nhiêu năm, nhưng họ vẫn tồn tại và không ngừng lớn mạnh, có kinh nghiệm tốt. Khi Mỹ phát hiện ra Bắc Việt Nam và Bắc Triều Tiên không có dầu mỏ và họ đã bỏ cuộc, nhưng khi họ phát hiện Ukraine có nhiều tài nguyên hơn bất kỳ quốc gia NATO nào khác, thì họ đã làm mọi thứ vì họ biết khi nào Ukraine giành được vị trí số 1 khi cung cấp tiền và vũ khí cho Ukraine, sẽ nhận được phần lớn tài nguyên của họ. Đó là lý do tại sao họ không bận tâm tính toán số tiền mà họ chỉ muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến, để sau đó họ sẽ có được mọi thứ tài nguyên từ Ukraine. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao dù bị Trung Quốc bắt nạt, Việt Nam vẫn tiếp tục đứng lên, và bây giờ nhiều vùng đất của Trung Quốc bị chiếm đóng ở phía tây Philippines. Có thể Việt Nam đã nhờ Nga giúp đỡ, vì Nga cũng rất gần gũi. Đó là lý do tại sao Trung Quốc không thể động đến Việt Nam nữa, vì tôi chắc chắn Nga đã can thiệp ở đó. Do sự khó chịu của Trung Quốc đã có mục tiêu khác, và đó là Philippines. Có vẻ như mọi người đang mệt mỏi với cái gọi là dân chủ, và dân chủ thực sự có nghĩa là gì? Nếu dân chủ là những gì chúng ta chứng kiến mỗi ngày từ phương Tây, thì dân chủ thực sự đã đánh lừa chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi chính trị ngày nay với những thuật ngữ trẻ con như phải cực đoan, thì có gì sai với Bắc Triều Tiên? Theo như tôi biết, họ không thích chiến tranh và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Tôi nghĩ rằng thật thú vị khi một quốc gia nhỏ với tất cả những người dân sống ở đó và xem xét rằng đó là quốc gia duy nhất trên thế giới bị cô lập một cách cưỡng ép khỏi mọi thứ. Nhưng sau nhiều thập kỷ, họ dường như vẫn làm khá tốt mà không cần chiến tranh, và công chúng vẫn yêu mến gia đình họ Kim, bất kể họ có bị tuyên truyền hay tẩy não gì đi nữa. Ít nhất Bắc Triều Tiên không thực hiện thanh trừng sắc tộc ở Nam Triều Tiên, và họ có thể nói những điều kỳ quặc, nhưng dường như không gặp vấn đề gì khi nói cho thế giới này biết họ cảm thấy thế nào. Điều này tốt hơn gấp 500 lần so với những lời nói dối liên tiếp mà chúng ta đang phải nghe. Vì vậy tôi không biết, nhưng tôi nghĩ sẽ rất đạo đức giả nếu nói bất cứ điều gì tiêu cực về Bắc Triều Tiên vào thời điểm này. Chúng ta biết ai là tội phạm lớn nhất trên thế giới, và phần còn lại của thế giới đang nói rằng Hoa Kỳ hành xử như một cảnh sát gian lận. Tôi tin rằng hai nước Nga và Triều Tiên có chung biên giới, vậy tại sao không trở thành đồng minh? Điều này có lý dù chúng ta có thích hay không, nhưng đối với Hoa Kỳ, những nước đó ở phía bên kia của thế giới và lịch sử của chúng ta với họ không tốt đẹp lắm. Nhớ chiến tranh Việt Nam chứ, chúng ta có thể là bạn kinh tế với một số nước trong số họ, nhưng đó là một con đường rất khó khăn. Điều tuyệt vời nhất cho một quốc gia là có được chủ quyền và không bị áp đặt, cưỡng ép, thao túng, kiểm soát bởi chính sách của quốc gia khác mà không phục vụ lợi ích của mình. Hướng đi ngoại giao của Việt Nam rất đúng đắn. Việc tốt nhất mà chính quyền Hoa Kỳ có thể làm là chăm sóc những người nghèo đói và vô gia cư trong nước họ, thay vì cho rằng họ là thủ lĩnh của thế giới và tự cho mình quyền hỗ trợ hòa bình, khi thực tế họ đã gây ra nhiều cuộc chiến và phá hoại, gây ra hàng triệu ca chết trên toàn thế giới với sự xâm lược và thống trị của mình. Con sóng đang thay đổi khi đồng đô la dần suy yếu và các nhóm nền kinh tế mới nổi đang nổi lên, ngày càng nhiều quốc gia tham gia. Hoa Kỳ cần tự đánh giá lại bản thân. Chỉ trong năm ngoái, họ đã chi 916 tỷ đô la cho quốc phòng và quốc phòng. Họ chỉ cần chăm sóc bờ biển của mình và ngừng can thiệp vào người khác, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân của họ, thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, Hoa Kỳ đã nợ tới 34,6 nghìn tỷ đô la. Họ nghĩ rằng việc cố gắng chiếm đất nước giàu có như Ukraine và các quốc gia khác nơi họ đã thất bại sẽ giúp họ. Nhưng điều này chưa bao giờ thành công trước đây, và cũng không thể thành công trong ngày nay. Chúng tôi lắng nghe ý kiến của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không có chính phủ nào trên thế giới ra lệnh cho chính phủ khác những gì họ nên và không nên làm. Việt Nam là một quốc gia độc lập. Họ đã áp dụng chính sách trung lập trong giao tiếp với các quốc gia trên toàn thế giới,
chính sách này sẽ không thể và sẽ không bị uốn cong bởi bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài. Việt Nam hiện tại có các mối quan hệ gần gũi với các quốc gia như Nga, Hoa Kỳ và Trung Quốc, không thể bị chia cắt vì Việt Nam sẽ không chấp nhận và sẽ không cho phép điều này xảy ra. Sự lựa chọn của Việt Nam về tư thế trung lập của mình phải được tôn trọng mà không bị đe dọa bằng bất kỳ cách nào. Việc phương Tây xa lánh hoặc loại trừ Nga đã thúc đẩy Nga tăng cường quan hệ và hợp tác với Triều Tiên. Từ giờ trở đi, các nguồn tài nguyên của Nga như khí đốt, dầu mỏ, vàng, thực phẩm, công nghệ sẽ chảy sang Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và các nước thành viên mới nổi khác, cũng như tới các quốc gia đang phát triển thân thiện với Nga. Trong khi đó, các nước phương Tây ở châu Âu sẽ thích mua ngày càng nhiều khí đốt, dầu mỏ, thực phẩm, cũng như các hàng hóa và dịch vụ khác từ Mỹ và các đồng minh lớn của nước này ở phương Tây. Tóm lại, trong ngắn hạn và dài hạn, Nga và Mỹ không có gì để mất nghiêm trọng. Cả Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều thành viên mới nổi khác cũng vậy. Đối với phần lớn các nước đang phát triển, họ sẽ không nghiêm túc đứng về phía nào mà thay vào đó, họ sẽ hợp tác với bất kỳ ai và cố gắng nắm bắt cơ hội cũng như kiếm được nhiều lợi ích nhất có thể từ các cường quốc. Dự đoán của tôi, sau cuộc chiến ở Ukraine, các nước EU sẽ ngày càng có xung đột nội bộ nghiêm trọng hơn và Mỹ lại kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách bán thêm vũ khí chết người cho các nước EU. Việt Nam đang tỏ ra thân thiện với Mỹ vì đồng đô la Mỹ vẫn là đồng tiền dẫn đầu thế giới và Việt Nam cần phát triển kinh tế. Do đó, Việt Nam phải theo phe Mỹ và không gây xung đột với bất kỳ cường quốc nào, tức là Trung Quốc, Nga hoặc Mỹ. Sâu thẳm trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa dân tộc Việt Nam thực sự sẽ không bao giờ quên những gì Mỹ đã làm đối với Việt Nam. Và sau chiến tranh Việt Nam, hãy nhớ rằng Mỹ đã cấm vận Việt Nam sau chiến tranh Việt Nam. Một sự bạo ngược hoàn toàn mà Việt Nam nhận thức rõ, nhưng vì phát triển kinh tế, Việt Nam sẵn sàng chơi theo Mỹ. Tuy nhiên, như đã thấy trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần cuối do phương Tây tổ chức, Việt Nam không cử phái đoàn nào tham dự. Do đó, Việt Nam sẽ không bao giờ đứng về phía phương Tây, đặc biệt là nước Mỹ hèn nhát. Các bạn thân mến, trên đây là những bình luận đến từ nhiều nơi trên thế giới. Khi Tổng thống Putin thăm Việt Nam, điều này đã mở ra một trang mới cho quan hệ tích cực lâu đài giữa hai nước. Dù có sự phản ứng từ Mỹ và EU, nhưng chúng ta vẫn giữ vững chính sách trung lập của mình và chủ động xây dựng mối quan hệ hữu ích với các quốc gia trên thế giới. Hành động này không chỉ thể hiện sự đồng lập và chủ quyền của chúng ta, mà còn góp phần vào hòa bình và ổn định của khu vực. Chúng ta tin rằng, việc duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia quốc tế là cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo sự an ninh quốc gia. Những nỗ lực này sẽ mang đến lợi ích rõ rệt cho chúng ta và cả cộng đồng quốc tế trong tương lai, đồng thời là minh chứng cho khả năng ngoại giao và xây dựng mối quan hệ của Việt Nam rất tuyệt vời. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo của mình nhé. Thân ái, xin chào tạm biệt.